chuẩn bị đi về đi. Còn sớm mà. Mình ở lại đây một lát nhé. Đám cưới ngày mai các con đã chuẩn bị hết, mình không phải lo gì nữa. Mai mày nhường. Nhìn sao anh nhìn anh? Có vẻ lo lắng và bồn chồn. Ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi. Sao anh còn hỏi em câu này? Con kia là tự vẫn là ngàn kín để bên trong sắc. Thế cho nên là ăn là đối xử tử tế ở mẹ con này. Làm sao mẹ có thể không cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em? Đúng rồi, cả hai thằng con, cả thằng Nam đi. Nam là con trai của anh. Anh chẳng là thằng Bình đi con. Còn cái con đứa con gái là con Nam. Anh biết tình yêu từ hai phía. Lúc này cắt cái lắp lên. Anh chỉ lo cho mẹ thật sự cho em. Tự làm được quan trọng.